Đây các bạn, một cơ sở sản xuất đó, những cái sản phẩm từ dừa ha các bạn. Cây dừa là cây. Rồi mình hoành ra ngoài, đi qua cầu Cổ Chiên đi ha các bạn. Rồi một quay một số đoạn trong một cái thôn xóm tại huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre cho các bạn xem ha. Rồi chúng ta qua cầu Cổ Chiên, nữa là chúng ta sẽ qua đến tỉnh Trà Vinh ha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bấm nút cái chuông để theo dõi video mới nhất mình ra. Rồi mình tắt video đây, cái nào hay hay mình quay lại cho các bạn xem ha. Rồi chào tất cả các bạn ha. Thì rời thành phố Bến Tre, chúng ta sẽ đi qua thành phố Trà Vinh các bạn. Đây là quốc lộ 60 nha các bạn. Chúng ta sẽ đi qua cây cầu gọi là cây cầu Hàm Luông các bạn. Mình sẽ qua cây cầu Hàm Luông, cây cầu Cổ Chiên mới đến thành phố Trà Vinh các bạn. Mình quay lại những cây cầu ở các tỉnh miền Tây ha các bạn. Đây, cây cầu này có chiều dài khoảng 1 cây số 2, bề ngang mặt cầu khoảng 15m các bạn, 15-16m đó. Cầu này thì nối giữa thành phố Bến Tre với lại Mỏ Cày Bắc các bạn, thuộc thị trấn Mỏ Cày Bắc cũng trực thuộc tỉnh Bến Tre ha. Rồi xong mới qua cây cầu gọi là cầu Cổ Chiên đó, mới qua thành phố Trà Vinh ha. Cảnh sông nước đây các bạn. Bắc qua dòng sông Hàm Luông ha các bạn, một nhánh sông của sông Tiền. Cầu Hàm Luông này xây dựng năm 2007 đến năm 2010 thì đưa vào hoạt động các bạn. Dòng sông Hàm Luông ha các bạn. Nhìn xa xa là những nhà dãy vườn, vườn dừa. Đây là thánh địa của dừa, thành phố Bến Tre cũng như tỉnh Bến Tre các bạn. Có tổng cộng 200.000 hộ dân trồng dừa với tổng diện tích khoảng 70.000 hecta các bạn, chiếm 2/3 tổng dân cư của toàn tỉnh này. Dừa là dừa không ha các bạn. Cây dừa là một cây đem lại nguồn kinh tế cho toàn tỉnh Bến Tre các bạn. Cây dừa là cây được khai thác triệt để, không bỏ qua bất cứ một thứ gì, từ rễ cây, thân cây, lá cây. Rồi chúng ta qua hết khỏi cầu Hàm Luông các bạn, bắt đầu chúng ta qua thị trấn Mỏ Cày Bắc, trực thuộc tỉnh Bến Tre luôn ha các bạn. Chúng ta rời thành phố Bến Tre để đi qua thành phố Trà Vinh các bạn. Quay lại hai cây cầu nổi tiếng cho các bạn xem ở tỉnh miền Tây. Rồi chúng ta sẽ chờ cái video qua cầu Cổ Chiên nữa nha các bạn. Rồi từ thành phố Bến Tre qua thành phố Trà Vinh, mình qua cái cầu Hàm Luông xong chuẩn bị qua cầu Cổ Chiên các bạn. Thì mình sẽ ghé vào một cái
cái thôn, cái xóm ha. Quay cảnh làng dừa cho các bạn xem, thánh địa của dừa. Đây là mỏ Cày Nam à các bạn. Đây là huyện mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre ha. Đường được bê tông hóa hết rồi các bạn. Đây, cảnh cuộc sống người dân tại huyện mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre ha các bạn. Ấp An Trạch Đông. Thánh địa của xứ dừa. Những ngôi nhà còn rất là cũ kỹ, thô sơ ha các bạn. Nhà mái lá dừa nè, nhà toàn là rừng dừa với loài dừa. Đây cũng có cầu bê tông hết đó các bạn. Cảnh sông nước ha. Kênh rạch sông ngòi ở miền Tây thì thôi chằng chịt. Đó các bạn, những ngôi mộ ha. Những ngôi mộ ở trong kế bên ngôi nhà người dân sinh sống luôn. Đó là cái phong tục tập quán của người dân miền Tây Nam Bộ ha các bạn. Ông bà muốn chôn trên cái mảnh đất mình khai quật, nơi mình sinh sống mấy chục năm qua. Xứ dừa ha các bạn. Toàn dừa là dừa. Hơn 72.000 hecta đất dành cho trồng dừa, 200.000 hộ dân các bạn. Dừa có những luống chung nước ha, đặc trưng của người dân miền Tây. Cầu bê tông chứ hồi xưa đó cầu gọi là đi cầu khỉ không đó các bạn. Bây giờ là đường bê tông hóa, ngang cũng được 2,5 m, 3 m. Xe 4 chỗ mini đi 10 đi khỏe. Phong cảnh làng quê rất là nhẹ nhàng, yên bình các bạn. Không khí rất là trong lành. Đó. Những vườn dừa. Có nhà vườn ở mỏ Cày Nam này là trồng organic luôn nha các bạn. Trồng dạng là hữu cơ sạch luôn đó. Để xuất khẩu mà. Là không có bón phân, với lại xung quanh là không có cỏ mọc, không có cho cỏ, với lại tất cả nuôi trồng gia súc gì hết. Đây các bạn, một cơ sở sản xuất. Đó,
những cái sản phẩm từ dừa ha các bạn. Cây dừa là cây. Rồi, mình hoành ra ngoài đi qua cầu Cổ Chiên đi ha các bạn. Rồi một quay một số đoạn trong một cái hôm sớm tại huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre cho các bạn xem ha. Rồi chúng ta qua cầu Cổ Chiên nữa là chúng ta sẽ qua đến tỉnh Trà Vinh ha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bấm nút cái chuông để theo dõi video mới nhất mình ra. Rồi mình tắt video đây, cái nào hay hay mình quay lại cho các bạn xem ha. Rồi đây các bạn, chúng ta sẽ chuẩn bị bước qua cây cầu gọi là cầu Cổ Chiên ha. Nó bắt qua dòng sông Cổ Chiên, nối giữa hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre nha các bạn. Một bên là huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre và một bên là của huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh các bạn. Đây là đường dẫn ha. Cầu Tân Điền. Hai cảnh miền Tây sông nước ha các bạn. Những dãy hàng dừa nước. Là tỉnh có cái mật độ đất cho ruộng lúa và rừng là rất ít nha các bạn. Rừng gần như là không có, ruộng thì tỷ lệ rất là thấp. Chiếm đa phần hết là dùng đất cho trồng dừa ha các bạn. Và đây chúng ta chuẩn bị bước qua cây cầu Cổ Chiên. Cây cầu này có chiều dài khoảng 1,5 cây nha các bạn. 4 làn xe và ngang khoảng 16 mét. Được khởi công xây dựng từ năm 2011 đến 2015. Sau 4 năm thì đưa vào hoạt động nha các bạn. Với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng các bạn. Đây, sông nước bao la ha các bạn. Sông Cổ Chiên. Dòng sông Cổ Chiên. Tỉnh Bến Tre nằm trên 3 dãy dòng sông lớn. 4 dòng sông các bạn. Sông Tiền. Sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên này các bạn. Chúng ta qua khỏi cây cầu này là chúng ta sẽ qua đến địa phận tỉnh Trà Vinh ha các bạn. Cầu Chiên là cầu nối giữa tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh ha. Ta đang đi trên cây cầu Cổ Chiên các bạn, nối giữa huyện
ở Cày Nam của tỉnh Bến Tre và huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Hướng chúng ta đang chạy về là hướng của tỉnh Trà Vinh đó các bạn. Chúng ta đã rời thành phố Bến Tre cũng như tỉnh Bến Tre để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình khám phá 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ hay gọi là đồng bằng sông Cửu Long ha các bạn. Tỉnh thành kế tiếp chúng ta sẽ ghé đó là thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh ha các bạn. Đây cảnh sông nước của miền Tây Nam Bộ, cầu và cầu, hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc. Nhẹ nhàng mát mẻ các bạn, do hệ thống cây cối rất là nhiều, cây ăn trái, cây dừa bao la. Rồi chúng ta vừa mới kết thúc 1,5 cây cây cầu Cổ Chiên các bạn, và chúng ta đang bước đến cái cổng chào huyện Càng Long. Kính chào quý khách ha, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Rồi các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bấm nút like và chia sẻ giùm mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục đến khám phá thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh ha các bạn. Các bạn nhớ bấm like và bấm vào cái chuông để có gì hiện thông báo các bạn sẽ xem video mới nhất. Ok, cảm ơn các bạn.